Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Quay Giá Rẻ nha các bạn. Thì hôm nay đồng hành với mình là anh Thắng nha mọi người. Sẽ cùng giới thiệu với anh chị và các bạn những cái dòng xe mới về và xe tay ga đi làm nha. Xe đi làm, xe nhỏ tiền cho anh chị và các bạn nha. Thì các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Gia An, Bình Dương. Số điện thoại là 0923714 và tới cuối 8 hoặc 0934246 cuối cùng là số 1 nha. Nói chung là có gì quay đấy. Đấy. Có ad thì có ad. Nói chung là đấy hàng thì, về này mình sẽ nhờ anh Thắng quay chi tiết cho anh chị và các bạn ha. Lô này mới về, toàn là xe đẹp không? Mới về đó. Nhìn vô là biết rồi. Mấy cái này thì anh em ủng hộ nè. Con này cũng mới về nè, mọi người mới nhìn về. Cái bánh cái mâm nó là biết rồi hả? Mâm đẹp. Ông đẹp lên lại heo dầu lên, luôn. Lên heo dầu. Cái này là nó xả CNC. Đẹp. Đó. Rồi, chắc là mình giới thiệu những con mới về ra. Em thấy mấy con đẹp quá. Đầu tiên là giới thiệu với anh em là con sơn 3D này. Ủa rồi nhìn nó lung linh. Con này đẹp thiệt. Đẹp. Con này 2018, ơ đo có mấy ngàn kìa. Xem ơ đo mấy ngàn này. Ơ đo có 9 ngàn cây à. Con này có biển số 62 nhá. 2018 biển số 62, ơ đo 9 ngàn cây, giá là 28 triệu 9. Đó đẹp không? 9 ngàn cây hả? Ừ, 9 ngàn cây. Lung linh. Đó các bạn nhìn đi. Ồ, tem sơn 3D, con này hao bị đẹp đấy. Biển số đâu anh? 62 à? 62. 28 9.000 coi. Hàng mới vừa về là 28.900.000. Trả góp thì mình trả trước nhiêu anh? Trả trước chừng 90 triệu. À, em thấy trên kênh mấy anh em hỏi về cái vụ mà ship nè, đặt cọc trước như thế nào nè. Ôi, mấy anh em nói cái này đơn giản thôi. Ví dụ anh em ở xa thì ship thì đặt cọc. Bây giờ kết bạn qua Zalo. Mình sẽ báo giá chi tiết rồi chốt xe thì đặt cọc chừng 4-5 triệu thì mình sẽ gửi xe về đến nơi. 4-5 triệu là cả xe về tới nơi. Khu vực ở miền Tây là mình sẽ gửi tới ví dụ những cái chành xe là thuộc như là các tỉnh, các thành phố đấy. Ví dụ như ở Bến Tre thì có thành phố Bến Tre chẳng hạn như thế. Đấy, mình sẽ gửi về đó để cho anh em tới lấy rồi thanh toán tại chành xe và nhận xe. Còn khu vực Tây Nguyên, miền Bắc thì anh em phải thanh toán đủ. Miền Trung thì có hỗ trợ được ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Đấy là rồi. Tiếp tục con thứ hai mới về. Con này 29 này nhìn vô đẹp lung linh luôn mọi người. Đánh đỏ đen. Đó, anh em nhìn đi. Đợt này hàng được tuyển về gọi là bao đẹp nha. Đèn. Con này thì lên gạt chắn bùn nữa kìa. Đèn này. Đèn đổi màu đổi nước đẹp lắm. Con này nó đổ đèn nữa. Đúng rồi, đèn đổi màu này. Đó, màu cam, màu xanh, anh em nào thích màu gì cũng được. Ok. Nhìn nuột. Okay. Con này ơ đo có 8.000 cây. 8.000 coi. Lên này. Đồ chơi khá nhiều đấy cả nhà ơi. Lên được nhiều lắm. Mấy cái heo dầu rồi là mâm này mâm CNC. Đúng không? Đó. Giá là đẹp. Giá là 34 triệu 9. À 34 triệu 900. Biển số 83 nha mọi người. Số 83. Đó, các bạn nhìn đi. Đèn đóm. Hàng là hàng bữa nay được tuyển nên rất là đẹp nha. Anh em và các bạn mình để ý nha. Đó, hôm nay là hai con mới về, tiếp tục là con về con nào nữa anh? Tay ga đi. Còn con nào về S135 nữa này, hôm qua mấy con này lên nha. Không, con này cũng đây có con Winner V1. À Winner V1. Biển số đen mới về à? Biển số 66, đúng rồi, mới về. Con này mới về xong, con này là giá của nó là 27 triệu 900 2017 nhá. 27 triệu 9 được 27, biển số 66. 66. Anh báo luôn ba con đi cho anh em á. Còn bên đây cũng biển số 66 luôn. À con đây biển số 62. Cũng giá cũng 27 triệu 900. Còn bên đây 2019 giá 29 triệu 900. Con này thì bao đẹp rồi. Con này 2019 thì bao đẹp rồi. Chắc. Máy móc thì bao chuẩn, bao chất cho anh em. Báo mấy con xe đi làm cho mọi người đi. Ngoài ra mới về kia có con BCX đấy nữa. BCX nữa. Con đấy con phiên bản đen nhám nhá. Ok, để báo luôn cho anh em luôn. Phiên bản đen nhám khóa xe mắc cây. Khóa xe mắc cây luôn. Có xe mắc cây. Đời cao nha mọi người. Đời cao. Con này có giá là 36 triệu 900 nhá. Biển số 77 Bình Định. 36 triệu 900, 77 Bình Định. Đó. Thì thầm mọi người. Máy thì chuẩn rồi. Tầm này. Rồi, tránh qua bên này luôn. Lô bên đó thì con ở ngoài này là 24 triệu 9 này. 24 triệu 9 biển số 67 nè mọi người. Rồi. Con bên đây thì con này BCX Thái này, con này là 27 triệu 9 này. Còn như bữa đi con ăn. Bán. Đi con. Còn ba hồ sơ kia thì cũng bán luôn về cho anh Vĩnh Long rồi, anh trai Vĩnh Long rồi.
bên xếp Thái, con này là 27 triệu 9. 27 triệu 9. Rồi còn bên này thì biển số 67 23 là 25 triệu 9. 25 triệu 9. Con bên này cũng là biển số 66 23 cũng là 25 triệu 9, mọi người đó. Xe rất là đẹp. Rồi tiếp theo là quay thêm một số dòng nữa này, Vario cho anh chị và các bạn luôn. Con này biển số 83 29 là 47 triệu 9 này, đang giảm được 2 triệu 9. Con này giảm 2 triệu 9 là còn lại 45. Còn con này biển số 67 29 là 45 triệu 9, giảm 1 triệu còn 44 triệu 9. Con này là Vario mẫu cũ nè mọi người, biển số 62 27 là 48 triệu 9 nha. Con này nó đắt cũng như lít Thái nha mọi người, để ý nha. Thế đây có con AB cũng giới thiệu với anh em luôn. Con AB này rất là rẻ thôi, 24 triệu 9. Thì con này vẫn đang được giảm giá là 1 triệu 9. Giảm 1 triệu 9 luôn, còn lại là 23 triệu. 23 triệu. Bữa nay nó ngoài đây thì test cho anh em coi luôn này, kỹ hơn tí này. Rồi đủ chức năng này. Rồi dòng này thì đi đầm lắm mọi người. Anh em nào mình không có xe đi làm rồi, mình mua xe con, đi làm. Pougeot kia thì con biển số An Giang là, con ở ngoài này con biển số An Giang. Con này là 43 triệu 9. 43 triệu 9. Pougeot Diago cho mọi người, xe đẹp lung linh luôn, cốp rộng thênh thang. Đó các bạn nhìn đi, gánh vào cặp cương này đẹp lắm, nhìn bao phê luôn, rất là rẻ, bởi vì mua mới nó mắc tiền lắm, mua cả đến 70-80 triệu. Ồ, này đẹp. Con này thì con biển Sài Gòn nó ơ đo có mấy ngàn cây à, 4-5 ngàn cây à. Giá là 44 triệu 9. Đó, xe cực đẹp luôn. Đó, kính này mọi người, các bạn nhìn đây, cặp kính zin của nó. Đó, 44 triệu 9. Rồi một số con tay ga tiếp tục xe giá rỉ nữa. Tay ga giá rẻ thì đây, anh em chỉ cần bỏ ra 12 triệu 900 là có xe rồi, 11 triệu 900 nhá, bớt cho anh em 1 triệu luôn. À, bớt triệu luôn, còn 11 triệu 9. Giá là 12 triệu 9, bớt triệu luôn là 11 triệu 9 này. Đó. Đó, Liberty. Liberty. Con này đời 23 anh, 27 không? 22. 22. 22 đấy là ghi nhầm. Con này là con này là máy IE, 22 là phun xăng điện tử rồi đó. IE. Thì ngoài ra Liberty thì còn đây, con này là 17 triệu 9, con này đang được giảm là 2 triệu 9 luôn này, còn 19 triệu 9, giảm 2 triệu 9 là còn 17 triệu này. Đó, con này máy 3V này, máy 3V IE này. Đây Classico vẫn còn, đây nổ thử cho đây. Đó các bạn nghe đi, một phát là nổ ngon lành. Đó, mua cho những em nhỏ đi học đồ mua này cũng được đi này. Học rồi đi mấy chị nhỏ, mấy chị đi chợ, nhỏ đi chợ, đi chợ rất là tiện, nhỏ gọn sướng nữa. Bây giờ đi mua cái xe, mua cái xe đạp điện nó cũng hết mười mấy triệu rồi. Đời, mà khó đi lắm. Con này là có bán bao nhiêu anh? Đang bán là giá ở trên đây là 9 triệu 9, mà mình bán 8 triệu rưỡi luôn. 8 triệu rưỡi luôn, 8 triệu rưỡi. Rồi Liberty này nữa là con này 2016 biển số 67 28 triệu 9 cho mọi người, giảm triệu còn 27 triệu 9 ha. Đó. Rồi lên à, đây còn con lít nữa này. Con lít này biển số 62 22 triệu 9 cho mọi người, giảm 1 triệu là còn lại là 21. Con bên này Grander này, biển số 65 25 là 23 triệu 9 này, giảm 1 triệu là còn 22 triệu 9 á. Và ra chắc là quay SH không anh? Thì lướt sơ qua SH cho anh em coi luôn. Ai có nhu cầu ghé ủng hộ. Anh em nào có nhu cầu thì mình ủng hộ. Rồi, xe đi làm đi chơi rồi có ba tất cả các dòng như thế. Ở đây SH thì kỳ này về cũng khá nhiều, xe cực đẹp luôn. Lại đi một một con SHI nữa à? Ừ. Con này á, ví dụ như con này này, con này là đời 2014, giá chỉ có 58 triệu 900 thôi cả nhà. Đấy. 58 triệu 900 là được có một chiếc SH đẹp như thế này rồi. Rồi, cứ thế này. Sang đẹp bằng chiếc AB. Chiếc bên đây là giá còn rẻ hơn 1 triệu nữa là 58 triệu 9, bên đây là 59 triệu 9, con này 58 triệu 9. Con màu trắng này, con màu trắng 150, con này biển số 67, à có biển số 49 là 67 triệu 900 nhé cả nhà. 67 triệu 900. Đó. Con này là dạng SH thì dạng chân này. Quá đẹp đi. Nếu mà anh em mua ví dụ như cái này thì mình muốn áo jean thì mình tặng kèm theo cho một bộ của nó luôn. Còn bộ jean luôn anh? Bộ jean của nó. Kèm tặng cho anh em luôn. Đó. Rồi ok. Rồi tiếp theo con bên đây là con 150, bao hồ sơ 2014, giá 66 triệu 9. 66 triệu 9. Rồi con màu xanh Tiger này là 61 triệu 9. Đó. 61 triệu 9. Con đỏ bên đây, đỏ tươi, con này là 65 triệu 9. Con này là full ý, full toàn bộ luôn, full hết, còn nguyên cùng máy này.
Dạ. Làm coi như là hết rồi đấy. Rồi. Hết bài luôn rồi. Còn con này là con biển số 67, con này là vẫn còn đang còn thuần Việt, con này 150. Con này là chưa có lên gì được các bạn nhé. Dàn áo zin hết đấy. Giá là 67.900. 67.900. Ngoài ra thì còn những cái dòng như là LED 2 tầng này kia. Thì đây. LED 2 tầng. LED 2 tầng ví dụ như con đây, con này 2019. Đó, giá là 86.900, con này 125. 86.900. Ừ. Như con bên đây thì là biển số 48 83.900. 83.900. Cái nhiều khi anh em hỏi bảo là cái xe 125 mẫu đời này với lại 125 mẫu 2020 thì các bạn nếu mà đã mua xe, các bạn biết đánh giá chất lượng xe nhé. Cái dòng này lúc nào nó cũng hot, hiện tại giờ nó cực hot, không có hàng luôn, không có hàng mà máy của nó chạy rất là ổn định. Đó, cực kỳ ổn định luôn. Không hiểu sao nhưng mà mấy cái kia thì mấy anh em cũng chia sẻ là nhưng nó mà đẹp, cái này loại này đẹp hơn nhiều. Loại này nó nhìn nó cái đầu nó thoáng, nó đẹp, máy móc cực kỳ là ok, mượt. Rồi màu xanh. Màu xanh con này là biển số 93 85.900 2017 ABS. Con này là biển số Sài Gòn 79.900. Con bên đây là 79.900 luôn, con này biển số Sài Gòn luôn. 125 luôn anh. 125 luôn. 125. Ừ. Rồi ngoài ra thì còn ba con SH Ý. 150 full Ý này thì đang giảm là 4 triệu một xe đây. 40 mấy triệu, 50 triệu là có xe. 50 con này là 62.900, giảm 4 triệu thì còn có 58.900. Con trong này là 57.900. Đó. Giảm 4 là còn 53 hả? 53. Con trong kia là 53 giảm 54 4 là còn 49 hả? Ừ. 49. Đó. Đây. Dòng mới về đây nữa. Con này thì mới về luôn. Con này thì nó cũng có chảy chảy đi một tí này. Con này 150. Hết mà. Này nó bị cả với cái gì đâu, keo mà. Này keo mới về mọi con người. Con này đang là lên áo Ý luôn cho cả nhà. Con này giá nhiêu anh? Con này là 68 triệu. 68 triệu. 150. 150. Biển số đâu anh? Biển số đâu nhỉ? 83. 83. Ở con này là mới về nha mọi người. Mới về. Rồi, SH 150 2016. À, SH Mod nữa này. Này còn đúng một con. SH Mod này còn đúng một con, nó giảm giá mạnh đi cho cả nhà lấy đi. Giá hiện tại trên đây là 63 triệu. Giảm 1.9 đi, còn 62 nhá. À, giảm 1.9 luôn mọi người. Cái bản này là bản ABS cả nhà nhé. Bản này là phiên bản cá tính, phiên bản này ít khi gặp lắm mọi người. Mà cái này dán keo full xe luôn, keo mờ mọi người. Con này rất là đẹp. Thì đẹp. Anh chị và các bạn nào giờ mình muốn mua thì mình cứ liên hệ tới số điện thoại là 0923714488 hoặc 0933224666 cuối cùng là số 1. Thì trong video này mình với Thắng vừa giới thiệu cho anh chị và các bạn là những cái dòng xe mới về, rồi xe đi làm nè, sẽ đi chơi cũng có luôn. Anh chị và các bạn nào mình mua mình cứ liên hệ nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo nha.